đây là vlog của Pamio ơi. Okay, xin chào. Lại là chúng tôi với những kiểu tóc đi học mỗi sáng. Hôm nay thì ông Long đi làm rồi nên là chỉ có tôi đưa Pam đi học thôi. Mời các cô chú cùng xem hành trình đi học ngày 3 của Pam nhá. Con dê đi. Dê. Ai? Tam đây này, Tam đây này, Tam nhìn này. Tam. Ba. Dê. Ta-da, Tam đã đến trường rồi này. Yeah. Tam có thích ngồi cầu trượt không? Thích. Thích không Tam? Con lên dùng tiền đây. Con nhìn đi. Cục công này. Chưa bật đầy lớp mà nó đến rồi. Chào bạn nhá. Chưa thì đi học và nó nằm cành cành thế này hả con? Chào bạn, đi vào lớp đi. Sáng là con đã uống sữa chưa mẹ? Con uống sữa rồi cô ạ. Bây giờ con chỉ ăn sáng nhá. Tí nữa con ăn sáng ngon nhá. Bye bye. Vâng ạ. Con bye bye đi. Con về học với các cô chiều ba mẹ đón nhá. Ok. Đến giờ đón con rồi, đi đón con thôi. Xem con đang làm gì nào. Mẹ bé à? Mẹ bé à? Nhớ mẹ à? Nhớ mẹ à? Ui, nhớ mẹ như thế nào? Nhớ mẹ như thế nào? Yêu mẹ như thế nào? Cầm cho nhì thơm bạn đây em làm đây nhì ô hay vậy thôi vơi với chúng ta quay với nào. Hello hello đây là vlog của Pam yêu ơi. Xin chào.
Về thôi, về thôi, về thôi. Về thôi, về thôi. Về thôi. Đi. Về là đi học về. Đi học về là đi học về. Đi học về là đi học về. Trông mày buồn cười thế. Khoan hô, bạn cho mình bắt tay một cái được không? Ồ, bạn tốt bụng quá, bạn dễ thương quá, bạn trắng trẻo quá, bạn xinh gái quá. Bạn gọi là chi à? Hôm nay thì Pam sẽ sang ông bà nội ăn cơm. Vậy là đã hết video đi học ngày 3 của Pam rồi. Hẹn gặp lại các dì các chú ở video sau nha. Bye bye.